Xin chào các bạn. Có một số người phụ nữ là vợ đó các bạn, người ta đặt ra một câu hỏi là tại sao những người thứ ba lại không chịu đi lấy chồng mà cứ đeo bám mãi chồng của tôi, sao không tìm cho mình một người đàn ông nào tử tế mà lấy, mà kết hôn, mà cứ bám chặt lấy chồng của tôi như vậy. Bạn biết không, trong thực tế cuộc sống của chúng ta đấy, vẫn có những người phụ nữ đeo bám theo người đàn ông sau khi mà người đàn ông đã muốn chấm dứt và rũ bỏ cái mối quan hệ đó. Nhưng mà thực tế cho thấy rằng người phụ nữ có bám theo người đàn ông đi nữa mà người đàn ông không đồng ý thì người phụ nữ đó không thể làm được gì. Một cái quy luật hết sức là bình thường và ai cũng hiểu, đó chính là người đàn bà không bao giờ hiếp được người đàn ông. Bạn hiểu không? Chính vì vậy, nếu người đàn ông của các bạn không tạo cho họ một cơ hội, không níu giữ họ, không có muốn họ rời xa, thì bản thân người phụ nữ đó có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ được. Nè bạn nghe này. Tiếng vỗ tay đúng không? Tiếng vỗ tay là phải hai tay vỗ mới ra tiếng được. Chồng của các bạn muốn đến với cô đó là người thứ ba, mà cô người thứ ba đó cố từ chối, cô nói không không ông, em không có yêu người đàn ông có vợ đâu anh ơi, là chồng của bạn cũng đâu có quen được người thứ ba đúng không nào? Và người thứ ba mà muốn đến với chồng các bạn, níu kéo, thậm chí cởi đồ ra dâng bưởi của em nè anh ơi, chanh của em nè, người đàn ông nó cũng không thèm nữa. Có những người đàn ông người ta không thèm những cái loại phụ nữ như vậy luôn á. Vấn đề chồng của bạn là người như thế nào, kiểu cách chồng của các bạn là như thế nào, chồng của các bạn là cái kiểu người người ta dâng cho không thèm, hay là cái dạng mà người ta không dâng mà cũng thèm đó. Các bạn phải đặt ra một cái yếu tố ở chỗ đó, thậm chí là người ta không cho mà muốn lấy, muốn cướp, muốn sờ nữa đó, cái dạng như vậy nữa, chứ không phải là mình cứ đánh đồng phủ hết mọi người là giống nhau đâu. Chính vì điều đó bạn cần phải hiểu chồng của bạn là ai, rồi bạn mới biết được người thứ ba của chồng bạn là cái kiểu như thế nào. Bởi vì mây tầng nào thì có người thứ ba tầng đó. Chồng của các bạn nếu thật sự là một cái anh xe ôm thì chồng của các bạn không thể nào có được một cái người thứ ba chân dài đến nách được. Người ta có trí thức, người ta hiểu biết rất là khó. Còn nếu mà chồng của các bạn là cái người cao sang thì khả năng là chồng của các bạn cũng có được một em gái mưa, một em bé là baby sugar, là ăn bánh trả tiền ở trong những quán bia ôm hoặc là quán karaoke nào đó, khả năng đó là cũng có. Vấn đề chính yếu ở đây là có những người cứ luôn thắc mắc là tại sao mà người thứ ba không có chịu bỏ chồng của tôi, và có những người thứ ba cũng thực tế là không bỏ được chồng của người khác. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự níu kéo của người đàn ông nó quá dai, quá lì. Các bạn có biết không? Có những thân chủ của mình, họ tìm đến mình để tư vấn, không biết làm sao để bỏ được anh đó, mặc dù là cô ta chưa có quan hệ tình dục với người đàn ông đó, mà lỡ bị anh đó tán tỉnh và yêu thật lòng qua cái tin nhắn cả năm trời nay rồi. Chính vì họ sợ ngoại tình với người đàn ông có vợ kia mà họ phải tìm mọi cách né tránh, nhưng mà người đàn ông có vợ kia dường như không muốn bỏ cuộc, đeo theo, đuổi theo và nhắn tin, làm mọi cách, tặng quà, gặp bất ngờ. Nói chung là người đàn ông này có quyền lực một chút xíu, nên là muốn đến nơi nào mà cô ta điều chuyển công tác cũng được. Người phụ nữ này rất là khổ sở để mà chạy trốn. Lỡ yêu một người đàn ông có vợ, và anh kia anh cũng biết là cô này có tình cảm, nhưng mà đứng trước cái việc mà người đàn ông này không thể bỏ vợ, thì cô này cô đã khựng lại rồi, cô không có tiến xa hơn. Và hai người này chưa có quan hệ tình dục với nhau, nhưng mà anh này anh yêu thật lòng cô này, và cái tính của anh là muốn chiếm. Mặc dù anh chưa có đạt được mục đích là ở bên cạnh cô này, nhưng mà cái tâm lý của anh là muốn có. Không có được là anh lại lồng lên, làm mọi cách để cho thành cỏ thì thôi. Một người đàn ông rất là dai dẳng trong cái việc đeo đuổi như vậy, dường như thân chủ của mình là người thứ ba muốn chạy trốn mà chạy không được. Rất là khó khăn trong cái việc mà mình tiếp xúc cho người phụ nữ đó. Nên là những người vợ nhé, phải bình tâm suy nghĩ lại, xem chồng của mình có thực sự là níu kéo người thứ ba hay không. Chồng mình có làm mọi cách để mà giữ chân người thứ ba hay không. Có những người thứ ba họ muốn chấm dứt cái cuộc tình đó, họ tìm mọi cách để trốn chạy, nhưng chính người đàn ông lại là cái người cản trở cái việc từ bỏ của họ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn lý do vì sao mà người đàn ông có vợ lại níu kéo người thứ ba. Đây sẽ là một cái điều người vợ hiểu được sẽ rất là buồn, sẽ rất là khổ. Nhưng mà qua cái video này, nếu ai là người vợ xem thì các bạn cũng sẽ biết cái cách chỉnh đốn để mà xoay chuyển những cái tình huống khó trong cái việc mà các bạn đang níu kéo và chỉnh sửa hôn nhân của các bạn đã nhé. Cái lý do đầu tiên, người đàn ông có vợ níu kéo người thứ ba khi mà những người vợ
biết và bắt quả tang rồi đó. Thậm chí là bạn yêu cầu chồng của bạn phải chấm dứt ngay cái hành động này. Anh phải không được gặp cái con bé này, anh phải từ bỏ nó ngay. Anh mà không làm được điều này, tôi sẽ mét ba mét mẹ này, tôi sẽ ly hôn này, tôi sẽ nói cho con biết này, tôi sẽ làm mọi thứ. Tức là bạn đưa ra mọi cái lý do áp lực để người đàn ông đó phải kết thúc cái cuộc tình của họ. Nhưng họ lại ngấm ngầm đằng sau lưng bạn để níu kéo. Tức là họ lừa dối vợ, vẫn tiếp tục muốn kéo chân người thứ ba ở lại với họ, chứ đừng có đi. Người thứ ba kia thì đang muốn chạy rồi, bởi vì bạn hù dọa mà, bạn làm tới, họ sợ, họ chán, họ cảm thấy phiền và họ cũng thấy là người đàn ông này nhu nhược nên họ muốn bỏ. Nhưng mà chính người đàn ông đó lại là cái người níu giữ cái người thứ ba lại. Bởi vì anh ta đau khổ, bởi vì anh ta có cảm giác mất người yêu, anh ta đang bị thất tình. Anh ta không muốn mình rơi vào cái trạng thái bị thất tình. Và lúc này dường như người vợ đấy, người vợ mà phát hiện quả tang là chồng ngoại tình với người thứ ba, thì lúc này người vợ đó dường như trở thành cha mẹ của anh ta. Không cho anh ta yêu cái cô gái đó, không cho anh ta đến với cô gái đó. Đến với cô gái đó là sai lầm, đến với cô gái là không được, là vi phạm đạo đức. Thì người vợ lúc này dường như trở thành một cái bậc cao hơn để mà chế ngự quyền lực của anh ấy. Đó chính là cái bậc cha mẹ của anh ấy, để khống chế anh ấy không được làm những cái điều mà sai trái với hiện tại của mình đang là một người chồng. Cái tâm lý mà đang yêu mà bị cấm yêu, các bạn nghĩ xem, nếu mà các bạn nha, các bạn đang yêu một người nào đó mà các bạn cấm yêu, các bạn sao? Các bạn bị thất tình chứ sao nữa. Các bạn buồn, các bạn khổ lắm, các bạn nhớ rồi, các bạn giày vò ghê lắm. Chẳng lẽ vô đằng trong nhà, chỗ cái nhà tắm hay nhà toilet mà khóc nhé. Có những người đàn ông bị vợ phát tình, phát hiện ra mình ngoại tình đấy, khổ đến mức, đau lòng đến mức không gặp được người tình của mình, mà đau đớn đến mức mà vô trong nhà toilet, vô trong nhà tắm, tắm mà khóc trong đó. Bởi vì nhớ người thứ ba, chịu không có nổi. Đặc biệt những cái mùa Covid như thế này này, bị cách ly ấy mà, rồi phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình ấy, thì cái người thứ ba cái nhắn tin đến, thì vợ phát hiện ra chồng không được ra khỏi nhà, vợ trói chân rồi, thì người chồng nó không có đi được, không có liên hệ được với người thứ ba, buồn quá, đau khổ quá, nhớ nhung đến mức mà bật khóc ở trong nhà tắm. Đấy, đến mức như vậy đó bạn nhé. Và cái lý do thứ hai mà người đàn ông muốn níu kéo người thứ ba, đó chính là họ không chấp nhận mất đi cái sự quen thuộc. Họ hàng ngày vẫn nhắn tin, vẫn gặp gỡ người thứ ba một cách lén lút. Ví dụ như là họ ở xa vợ thì cái việc mà họ gặp gỡ rất là tiện, người vợ đâu có biết đâu, cứ đi đúng giờ, về đúng giờ. Bây giờ ngoại tình nó nâng lên một cái đỉnh cao rồi, bất cứ lúc nào người ta cũng thể ngoại tình được, chứ không phải là cứ buổi đêm là mới có ngoại tình nhé. Ngày xưa là cha mẹ cứ cấm con cái là đi vào ban đêm, bởi vì nghĩ là con cái đi vào ban đêm nó sẽ hư. Nhưng bây giờ khốn nỗi là hư ở bất cứ mọi thời điểm. Đấy, buổi sáng nó cũng ngoại tình được, mà buổi trưa nó cũng ngoại tình được, mà buổi xế chiều nó cũng ngoại tình được, chứ không phải chỉ ngoại tình vào buổi tối thôi. Thế nên là khổ đến mức như vậy đó. Khi mà người ta đã có ý muốn ngoại tình thì bất chấp thời gian, không gian và địa điểm, chỗ nào cũng có thể ngoại tình được hết. Thậm chí bây giờ dưới cái gầm bàn mà người ta còn có thể quan hệ tình dục với nhau được. Ngay ở tại nơi làm việc mà người ta còn tranh thủ được, người ta còn dẫn nhau vô nhà vệ sinh được. Các bạn thấy đó, cái sự mà linh động trong cái việc mà người ta bất chấp để làm tình với nhau, để mà ngoại tình được không? Ghê cỡ đó. Thế nên là mình mới thấy rằng cái xã hội nó có nhiều cái sự biến đổi, cũng như là con người chúng ta cũng đã thay đổi rất là nhiều so với cái vấn đề mà chúng ta muốn có một người, muốn yêu một người và muốn chiếm hữu một người để mà làm được tất cả những điều chúng ta muốn, đúng không nào? Vậy thì các bạn đừng căn cứ, đừng có đập khuôn vào cái vấn đề là chồng của tôi chỉ có đi ban đêm mới ngoại tình nhé. Thì chính vì vậy, người phụ nữ chúng ta phải nâng cao cái sự cảnh giác hơn nữa, nếu mà là vợ, cảnh giác hơn nữa. Khi mà một người đàn ông đã có dấu hiệu ngoại tình, mình tin chắc rằng người vợ nào cũng biết hết. Và cái khả năng mà bạn bắt gặp được anh ta, phát hiện được cái việc anh ta ngoại tình mà ngăn cấm anh ta, hoặc là muốn anh ta chấm dứt ngay. Về hình thức á, thì anh ta gật đầu là anh ta sẽ bỏ, anh ta sẽ không có còn gian díu với người phụ nữ nữa đâu. Nhưng mà nội dung bên trong ấy, nội dung bên trong là trái tim của anh ta này, cảm xúc của anh ta này, suy nghĩ của anh ta này, bạn đâu có nhảy vào trong não của anh ta mà bạn ngồi được. Bạn đâu có thể suy nghĩ được là bạn khống chế và bạn muốn áp lực anh ta phải đẩy cái người thứ ba văng ra khỏi não anh ta được đâu, đúng không? Bạn không thể làm được điều đó. Chỉ mong anh ta tự chấn đột đốn, tự chỉnh đốn bản thân mình mà làm ra những điều đó thôi. Cái việc mà anh ta cố gắng nhất có thể là chấp nhận được cái sự mất mát khi mà anh ta không có được người thứ ba,
Nếu mà chúng ta nói rằng người đàn ông có vợ là ma túy với người thứ ba, thì thật ra người thứ ba cũng là ma túy với người đàn ông có vợ nữa. Anh ta nghiện người thứ ba đến mức mà anh ta bị say, anh ta không còn có lý trí, anh ta cảm thấy là xa người thứ ba là anh ta bị đau đớn quằn quại từng cơn, nếu mà anh ta thật lòng yêu nhé. Còn chúng ta không có nói tình trạng không yêu, không yêu thì nó đơn giản rồi, ăn bánh trả tiền xong rồi thôi, trả tiền cho cái dịch vụ đó hết, không có nói gì hết. Nhưng mà vấn đề ở đây là chồng của các bạn đã yêu thương người đó và xem người đó như là một người tình thứ hai, một người tình trăm năm, một người vợ bé, một người vợ thứ hai, thì cái tình trạng này nguy hiểm và trầm trọng rồi. Nó mang tính tình cảm lâu dài và yêu thương thật sự nữa. Thì chính vì bị phát hiện, bị ngăn cấm mà cái việc anh ta ngay tức thời khó có thể chấp nhận mất đi cái cảm giác quen thuộc. Đó là cái điều đương nhiên. Và cái việc mà anh ta cần cai nghiện, nó phải cần có cái sự hỗ trợ giúp sức của người vợ. Người thứ ba mà muốn bỏ được người đàn ông có vợ thì tìm đến mình để mà mình giúp cho họ có sức mạnh trong cái việc mà họ cai nghiện người đàn ông có vợ kia, bằng những cái lời nói, bằng những cái cách thức riêng biệt trong nghề nghiệp, mình có thể giúp cho họ buông bỏ dần người đàn ông kia. Nhưng ngược lại là tình huống người đàn ông có vợ mà nghiện người thứ ba, thì chính người vợ phải là người tiếp sức giúp cho người chồng của các bạn cai nghiện người phụ nữ đó. Và cái lý do thứ ba mà người đàn ông níu kéo người thứ ba đó chính là họ chưa có cái lý do để mà chán, để mà ngán, để mà bỏ. Tức là họ vẫn còn có cái cảm giác muốn yêu, muốn thương vì người thứ ba đó có body đẹp này, vì người thứ ba đó có giọng nói hay này, người thứ ba đó làm cho anh ta có cái cảm giác muốn ở bên cạnh và rất là vui vẻ. Và thậm chí là họ cực kỳ hợp với nhau về tình dục. Đặc biệt một cái yếu tố là khi mà ngoại tình thì người tình và người đàn ông có vợ trong những cái mối quan hệ lén lút ngắn ngủi đó, họ lại cực kỳ hợp với nhau về tình dục. Họ rất là say mê nhau về tình dục, họ thoải mái với nhau về tình dục. Họ khác với những người vợ là có nhiều khi người vợ ân ái với chồng còn ngại ngùng, chứ người thứ ba là rất thoải mái. Và thậm chí là người chồng của con họ còn chụp hình những cái hình ảnh mà cơ thể, bộ phận cơ thể sinh dục của họ gửi cho nhau nữa, họ còn thích nhìn những cái đó của nhau nữa. Còn như vợ hả, cho người ta cũng không thèm nhìn nữa, bởi vì sao? Quen thuộc đó, chán. Còn người đàn ông không có muốn bỏ người thứ ba bởi vì họ chưa có một cái lý do nào để mà chán, để mà bỏ người phụ nữ đó hết á. Người phụ nữ đó vẫn còn trong một cái giai đoạn hấp dẫn và đáng yêu, người ta cần cái cảm giác yêu người phụ nữ đó. Đó. Cái lý do thứ tư mà người đàn ông có vợ muốn níu kéo người thứ ba khi mà bị phát hiện ngoại tình rồi vẫn lén lút liên hệ, liên lạc, nói những lời yêu thương để cho người thứ ba đừng có bỏ họ, bởi vì sao? Họ sợ mất đi, không có thể tìm kiếm lại được cái cảm xúc giống như vậy nữa. Cái việc mà người đàn ông có vợ ra ngoài tán gái ấy, thì rất nhiều. Nhưng mà tìm được một người phụ nữ để anh ta có cái cảm xúc yêu thương, làm cho anh ta có cảm giác nhớ nhung, làm cho anh ta có cảm giác an toàn như một người vợ thì rất là khó bạn nhé. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người đàn ông có vợ là ai cũng chột, thì cái dạng đó là dạng tạp thì chúng ta không nói ở đây. Mà chúng ta đang đề cập đến cái vấn đề là người đàn ông có vợ mà lại yêu thương thật lòng một người thứ ba thì họ cũng phải trải qua cái quá trình tìm kiếm nữa, chứ không phải là họ đột ngang mà gặp được đối tượng đấy đâu. Có nghĩa là họ cũng đã nhìn ngó rất là nhiều người, họ mới yêu thích cái người phụ nữ đó, họ mới tán tỉnh, họ mới chinh phục, rồi cuối cùng là họ yêu người đó thật lòng. Hoặc là những cái lý do rất là ngẫu nhiên khiến cho hai người đó nhắn tin thường xuyên mà phát sinh ra tình cảm. Chính vì họ được kết nối, họ được vun đắp bởi vì những cái tin nhắn trong điện thoại mà xây dựng thành cái khối tình cảm ngày một dày, ngày một cứng hơn. Chính vì vậy mà họ sợ mất đi cái người bạn nhắn tin, họ sợ mất đi cái người mà họ trao đổi cái thông tin hàng ngày. Đó chính là cái cảm xúc mà họ không có thể tìm lại ở những người phụ nữ khác. Và khi mà người vợ trong cái trạng thái mà muốn chồng quên nhanh đi người thứ ba, thì có một số người vợ chọn cái cách là gần gũi, ân ái với chồng. Nhưng mà thực tế có những người đàn ông á, họ không thể hoạt động tình dục với bạn khi mà họ không có cảm xúc. Tức là họ không thể đạt được khoái cảm khi ở bên cạnh bạn. Và lúc nào họ cũng lấy lý do là họ mệt, họ yếu, họ stress, họ không sẵn sàng cho cái việc gần gũi bạn. Nhưng mà thực tế ra là anh ta đang say một người phụ nữ khác rồi, anh ta không có để tâm vào
bạn. Chính vì lý do đó anh ta không có thể nào mà hùng hục, sung sức hoặc là muốn ra sức cày cái mảnh ruộng của bạn hết. Bạn hiểu không? Chính vì vậy mà những người vợ chúng ta phải hiểu và thông cảm cho chồng của các bạn đang ở trong một cái trạng thái bị bệnh, đang cần phải điều trị, cần phải có thời gian và không gian để cho người đàn ông đó lắng đọng mọi cảm xúc, để cho anh ta tự cân bằng lại chính mình và để anh ta phải tìm lại chính bản thân mình, tìm thấy chính cái vị trí người chồng, người cha ở gia đình. Anh ta đang trong một cái trạng thái bị lắc lư thế này nè, một cái ly nước lắc lư sóng sánh như thế này nè. Anh ta cần có thời gian để định hình là, thì cái lúc đó chính bản thân anh ta sẽ biết làm sao để có thể chấm dứt, cũng như là làm sao để buông tay, cũng như là những cái sự tác động khéo léo của người vợ trong giai đoạn người chồng đang có nhiều cái biến động về tâm lý, thì người vợ phải khéo léo để bên cạnh dìu dắt, nâng đỡ, cũng giống như mình này, mình dìu dắt những người thứ ba tránh xa những người đàn ông có vợ, thì bạn phải là người vợ khéo léo để dìu dắt chồng của mình tránh xa những người đàn bà mang tên người thứ ba, giúp cho họ xa cách nhau, giúp cho họ tìm lại cái vị trí đúng của mình, đúng nơi mình đến và về. Và rồi trong tất cả những câu chuyện, trong tất cả những cuộc tình thì sao? Thì ai cũng phải biết rằng mình đang ở đâu, mình đang làm gì, và họ sẽ tự biết cách định vị lại bản thân của mình để mà họ cân bằng lại cái trạng thái cũng như là mục đích sống của họ trong hôn nhân và trong tình yêu bạn nhé. Những người vợ hãy khéo léo, ân cần và đừng có nhắc tên người thứ ba hoặc là đay nghiến người chồng để mà cho người chồng của các bạn tự lấy lại sự cân bằng, tự cân bằng lại cảm xúc của bản thân anh ta. Và rồi chuyện nào sẽ vào chuyện đó thôi. Những người vợ đừng có nóng nảy mà hư bột hư đường hết nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ của mình trong ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.